Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của FunnyDev. Ngày hôm nay tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách sử dụng phần mềm AntiDetect Android version 4.2.0. Như bình thường là chúng ta sẽ run administrator cái biểu tượng AntiDetect Android. Chúng ta sẽ tiến hành đăng nhập tài khoản tại đây. Như các bạn có thể thấy, đây là giao diện chương trình. Chúng ta hãy lựa chọn License, nhấn lưu. Ở đây, chúng ta có một số cái chế độ để chạy cái thay đổi thông tin thiết bị Android. Cụ thể là có LD Player, có Memo Player, Lock Player và có Rayphone là 4 thiết bị được ưu tiên hỗ trợ nhiều nhất. Thì ở đây chúng tôi sẽ chọn với LD Player. Trước hết, chúng ta hãy mở trình quản lý LD Player lên. Đây là cách tạo LD Player chuẩn nhất. Chúng ta nhấn tạo. Hãy nhớ tích chọn cái này để chúng ta có thể giảm dung lượng sử dụng của đĩa. Ok, vậy tên của nó là LD Player 1. Chúng ta sẽ paste vào đây. Chúng ta sẽ tiến hành cài đặt. Ở đây tôi chọn Mobile Mode để cho dễ nhìn. Và cái này rất là quan trọng. Chúng ta hãy cho phép Gradable System.vmdk để được phép ghi các cái tệp tin rồi thì can thiệp vào cái phân vùng của LD Player một cách sâu nhất. Và tất nhiên chúng ta chọn quyền root cùng với cho phép kết nối remote. Chúng ta có thể bắt đầu cái này lên ngay thôi. Và emulator path thì chúng ta sẽ chọn đường dẫn đến thư mục cài đặt LD Player. Cụ thể ở đây của tôi là nó nằm ở đường dẫn này. Thế ở đây tôi cũng có nghiên cứu một số LD Player nhất định. Thì đây là LD Player sẽ được tôi dùng để trong ví dụ này. Các bạn có thể hoàn toàn tải LD Player trên trang chủ. Chúng ta có đường dẫn như thế này. Định đối với LD Player chúng ta sẽ dùng file ADB này. Tất nhiên chúng ta vẫn là nhấn lưu. Ok. Và đây là LD Player. Chúng ta sẽ chọn Random Config. Ok. Hệ thống sẽ tự động nhận diện Device ID. Chúng ta nhấn lưu. Chúng ta sẽ kiểm tra lại config. Ok. Sau khi kiểm tra config thành công, chúng ta sẽ tiến hành các bước như sau. Đầu tiên, chúng ta có thể cài đặt ứng dụng này. Chúng ta sẽ tiến hành như sau. Đầu tiên chúng ta nhấn vào Action. Ở đây có một số chức năng là Random, Clean, Install, Patch Kernel, Soft Change và Start Emulator Environment. Chúng ta sẽ tiến hành Patch. Chúng ta chọn Online Mode with ADB cho giả lập. Như các bạn có thể thấy, như thường lệ, màn hình terminal rất quen thuộc với AntiDetect Machine. Các bạn có thể thấy là nó đang chuẩn bị chương trình. Nó đã đăng nhập thành công, nó đang chuẩn bị kết nối và bắt đầu quá trình can thiệp vào thiết bị. Trước khi nó can thiệp vào thiết bị, các bạn có thể thấy là cái phần mềm này đang phát hiện ra đây là một cái giả lập. Thoát ra. Phần mềm này các bạn có thể thấy ở địa chỉ này. Đây là một phần mềm phát hiện giả lập.
Do tôi thấy nó được cập nhật từ cách đây 3 tuần trước và nó cũng được cập nhật khá là thường xuyên. Lần cuối cùng thì cái tác giả của cái ứng dụng này đã thêm cái cách detect CPU đối với giả lập. Rồi, chúng ta hãy nhìn là nó đang chạy query. Ok, khi nào nó hiện lên chữ finish, tức là các bạn đã hoàn tất. Công việc chúng ta cần làm theo là nhấn duỗi. Sau đó chúng ta chọn Sort Chain. Ở đây, nó có hai loại lựa chọn. Nếu các bạn sử dụng với Anti Detect Hook là dành cho các cái thiết bị, ưu tiên dành cho các cái thiết bị có cài Magic, có cài LFPost module và sử dụng Anti Detect Hook. Còn ở đây, với giả lập chúng tôi sẽ sử dụng ADB. ADB chỉ là một cách đặt tên, nó không phải có nghĩa là chúng tôi hoàn toàn thay đổi cái thông tin thiết bị giả lập này bằng file adb.exe, đấy là hoàn toàn không phải, mà nó được thực hiện bởi rất nhiều câu lệnh, rồi thì những cái kernel, driver, ROM khác nhau. Các bạn có thể thấy chi tiết từng bước chương trình thực hiện ở trên này. Các bạn cũng có thể thấy là super user đang cảnh báo liên tục việc chúng ta đang cố gắng can thiệp vào chương trình và vào cái con giả lập này. Các bạn có thể thấy là chúng ta đã cài thêm một cái ứng dụng có thể gọi là để đánh giá các cái ứng dụng, hoặc là website sẽ đánh giá chúng ta có ứng dụng gọi điện, chúng ta có Play Service Info. Trong quá trình tiến hành xử lý các cái tác vụ từ phần mềm Anti Tech Android 4.2.0 vào giả lập LD Player hoặc các giả lập khác hoặc điện thoại thật, chúng ta tuyệt đối không tác động vào giả lập hoặc điện thoại để đảm bảo chương trình chạy ra đúng, chạy đúng như là nó muốn. Bởi vì cái hành động mà ví dụ chúng ta can thiệp vào màn hình hoặc là can thiệp vào file rồi chúng ta xem này xem kia, nó rất có thể ảnh hưởng đến cái phân quyền, rồi thì cái việc tác động đến cái giả lập hoặc là cái điện thoại thật. Vâng, vậy là nó đã tiến hành xong các cái bước đổi thông tin thiết bị. Và đây sẽ là một cái bước được sử dụng công nghệ automation đối với thiết bị giả lập để đổi tên của thiết bị. Việc đổi tên này hoàn toàn không có ảnh hưởng đến cái việc mà chúng ta đổi thông tin ở trong ROM, trong kernel. Nhưng mà việc đồng nhất nó với nhau mình nghĩ là có một yếu tố quan trọng nào đó nhất định. Ok, vậy ở đây chúng ta sẽ thoát giả lập và tiếp tục patch và chọn apply mode. Vậy thì online mode tức là các bạn đang bật giả lập lên, apply mode tức là không có giả lập nào đang được bật.
ý nghĩa của hành động này nó gần giống như là anti-detect machine, cái việc mà chúng ta phải train cả trong và ngoài máy ảo. Thì tương tự ở đây chúng ta train khi bật máy ảo và train khi tắt máy ảo, nó đều ý nghĩa của nó đều giống nhau. Ok, chạy rất là nhanh thôi. Chúng ta short train nữa. Ok. Bây giờ chúng ta tiến hành bật giả lập. Vâng. Sau khi đã bật giả lập rồi, các bạn hãy chọn cho mình Start Emulator Environment. Lưu ý hành động này làm mỗi khi bật lại giả lập tắt đi giả lập giả lập tắt đi này, khi mà mình bật lại giả lập này mình lại chọn này, mà cái này nó chỉ có tác dụng đối với giả lập thôi nhé, không có tác dụng đối với cả điện thoại thật đâu. Ok, vậy là đã xong. À, như các bạn có thể thấy là nó đổi cả thông tin ở trong bill number, email, modem, tất cả mọi thông tin đều đã được đổi. Vâng, vậy là đã start environment cho cái giả lập này xong. Chúng ta sẽ kiểm tra lại. Không có giả lập nào được phát hiện, đúng không ạ? Vâng. Ok, vậy là như vậy chúng ta đã hoàn tất cái quá trình train một con giả lập. Và tôi sẽ mở lại. Thì như chúng ta có thể thấy ở đây là kể cả khi chúng ta mở lại thì cái thông số là nó vẫn được giữ nguyên. Vâng, vậy đây là cái cách sử dụng Anti-Tech Enjoy với LD Player. Thì cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong video tiếp theo.